chào các bạn. Rất vui hôm nay Hoàng Trầm Hukuta chúng tôi có điều kiện ở lại Ninh Bình để tiếp tục quay clip phục vụ các bạn ở trên kênh. Thì chúng tôi ở đây suốt từ hôm 12 rồi, xuống từ hôm 12. Chúng tôi xuống tôi set up cái gian hàng bán và giới thiệu trầm hương và đá cảnh đá phong thủy ở bên hông phải của nhà bạc ban tổ chức. Đấy, các bạn nhìn thấy cái biển bên này. Đó, Hojita, thế giới tâm linh, trầm hương, đá cảnh, đá phong thủy. Đó, các bạn tới đây thì mời các bạn đến uống trà thưởng trầm cho chúng tôi nhé. Các bạn đến mà không thấy tôi thì cứ alo nhé. Số điện thoại là trên biển. Hoặc số của tôi các bạn chắc cũng một số các bạn biết. Nhiều khi tôi lang thang quay ở gần đấy thôi. Thế thì trong clip này tôi sẽ quay tập trung giới thiệu cây này cho các bạn. Cây này thì đã nghe tiếng lâu rồi, thế nhưng mà bây giờ tôi mới gặp trực tiếp. Đó là cây tiên lão giáng trần của Bắc Tuần Đô La đấy. Số điện thoại là 0913 282 144. Cái mặt này là mặt trước này. Về bố cục thì đây là một cây trực có tử. Mặt này là mặt sau cây này. Con nó đau hả chồng? Cây rất cao chứ, tầm đại đấy. Từ mặt chậu mà lên đến phủ bị quả phúc ấy, tôi nghĩ phải cao hơn 2 mét đấy. Đây, từ mặt chậu mà lên phủ bị quả phúc này phải hơn 2 mét, tôi thì cao lắm. Vùng chân bệ, bệ đều đẹp. Đây là thần, cái thần này nhìn từ mặt trước thôi nhé. Cây vừa cao xong rồi lại trồng trên chậu sâu cao nữa. Đấy đâm ra là quay với cái ngựa. Đây tay này tâm 1 này. Quay gầm mà tôi lấy lại led chút. Anh em cứ xem đi. Dạ, anh không có đây gì đâu. Anh cứ làm đi. Ừ. Anh là kênh gì đấy? Mình là kênh Hojita. Tay 2 đây. Chỗ mới trong cái hoa đấy á. Tay 2 ăn vào phía mặt sau. Hoa nó nộp cho cái không ai ra giả cái hoặc có ngồi cái hoa nó có đấy không? Có ngồi ở đấy không? Ngồi ở đâu? Đây tay bà. Thu tiền là nhà cái hoa là thu ở đâu? Tay 4 thì ăn vào phía mặt trước, thì tôi sẽ quay lại mặt trước, tôi quay sau nhé. Còn đây là cái tay tế ngọn và cái quả phúc này. Nhìn từ mặt sau. Còn đây là cái vùng thân mà các bạn nhìn phía đằng sau. Cũng vui chẳng cả gì, chẳng cả mua.
Không chính rồi. Ra về ạ. Các bạn nhìn cái này thì các bạn có cảm xúc như nào? Đây con tử này. Tử thì làm hai tay một ngọn. Tôi thì là từ trước giờ cái này chỉ xem qua truyền thông thôi, xem qua clip anh review, đặc biệt là cái đoạn mà mới mua bán từ chỗ anh Mười dưới Thường Tín bán cho bác toàn đô la. Xong rồi thì sau đấy thì có một số anh em YouTube đi lên quay thì tôi xem qua clip thôi. Chứ hôm nay mà có dịp là xem trực tiếp, quay trực tiếp, nhìn trực tiếp. Sau nhiều đắn đo thì bắt đầu từ 15 tháng 5 dương lịch thì ekip về kỹ thuật hỗ trợ các bạn định hình, rồi định hướng làm và lên lên gọi là gần như kiểu là tổng thể bóng cho các bạn từ một cốt phôi, từ cốt phôi lên thành hoàn thiện và sẽ đồng hành cùng các bạn trong quá trình các bạn làm. Các bạn nếu các bạn tin tưởng thì các bạn hãy lọc những cái cây, những cốt phôi mà các bạn đánh giá là khả năng gọi là cốt phôi tiềm năng giá trị cao, thì các bạn gửi qua thông tin hình ảnh và clip quay xung quanh cây qua Zalo hoặc là qua mail cho chúng tôi. Thông tin các bạn có thể lấy ở cái phần tìm hiểu kênh nhá. Đấy. Thì là có email với Zalo. Thì chúng tôi sẽ đánh giá nếu mà cốt phôi có tiềm năng và có khả năng làm thành những cái tác phẩm giá trị cao thì chúng tôi sẽ chủ động liên lạc và phối hợp hẹn các bạn lên gặp trực tiếp đội ekip, đội kỹ thuật chúng tôi để hỗ trợ các bạn. Hy vọng là sẽ đóng góp một phần nhỏ bé giúp các bạn cùng hoàn thiện các cái phôi giá trị mà các bạn đang lăn tăn, các bạn chưa định hướng rõ để làm được. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.